Khung cảnh ở đây rất là tuyệt vời. Vì Trâm nghĩ rằng đây là một buổi sáng cuối tuần rất là thú vị khi được về với thiên nhiên, được tận hưởng không khí mát mẻ, được đắm mình trong không gian ngập tràn sắc hoa và được nghe cả tiếng suối chảy róc rách rất là dễ chịu. Đặc biệt nơi đây còn có cả không gian văn hóa cơ tu nữa đấy. Và tất cả những điều thú vị mà Vi Trâm vừa kể đến chính là khu du lịch suối hoa ở xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, điểm đến của 360 độ du lịch kỳ này. Chào Gia Lan ạ. Xin chào Vi Trâm ạ. Dạ. Đến với Gia Lan. Dạ. Rất là vui được gặp Gia Lan trong chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị và các bạn, xin được giới thiệu đây chính là Gia Lan A Lan Đợi của thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Và Gia Lan sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về văn hóa cơ tu ở nơi đây quý vị ạ. Xin cảm ơn Trâm đến với khu du lịch suối hoa của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ giới thiệu cho Trâm những cái nét đặc trưng nhất đó là điệu Tân Tung Gia Giá. Đến cho Trâm, không biết Trâm có thích tò mò tìm hiểu không? Nghe tiếng chiêng, tiếng trống ở Kha vọng lại là đã rất là cuốn hút rồi. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta có thể đến để thưởng thức vũ điệu Tung Tung Gia Giá được không ạ? Gia Lan xin mời Vi Trâm đi và xem. Thắc mắc của Vi Trâm ngay từ cái tên gọi của điệu múa này ạ. Gia Lan có thể giải thích ý nghĩa được không ạ? Nói với Vi Trâm nghe, điệu múa Tân Tung Gia Giá là điệu múa đặc sắc nhất của đồng bào cơ tu. Tân Tung á, tức là làm cho những người đàn ông nam của người cơ tu mạnh mẽ lên, gọi như là sáng suốt lên, còn phụ nữ thì dịu dàng hơn và đẹp đẽ hơn. Điệu múa này thì thường sẽ được diễn ra khi nào vậy ạ? Trong cái điệu múa Tân Tung Gia Giá này là được diễn ra ví dụ như là ăn mừng lúa mới của bản làng, rồi đám cưới của từng hộ gia đình, hoặc là cúng rừng núi của làng. Bây giờ Gia Lan xin mời Vi Trâm cùng thưởng thức và cùng xem điệu múa Tân Tung Gia Giá cùng đồng bào chúng tôi. Suối hoa không chỉ được thưởng thức điệu Tung Tung Gia Giá của người cơ tu mà còn có rất nhiều điều thú vị cần khám phá. Và quý vị và các bạn đã từng đi chợ vùng cao chưa? Ngay tại khu du lịch này cũng có phiên chợ đặc biệt này đó quý vị. Chào gì ạ? Ôi sim ngon quá, sim này ở đâu đây ạ? Chị hái trên rừng á, ở trên rừng chị hái bán là. Chị bán như thế nào vậy ạ? Chị bán là 4.000 ký, 40. Vậy hả? Vậy thì dì bán cho con nửa ký đi. Bao nhiêu đây ạ? 20.000. Dạ, con gửi gì ạ?
chị ơi, con này là ốc gì vậy gì? Dạ, cái ốc đá chị. Ốc đá trên núi chị. Ốc này là đặc sản của người Đông Giang á chị. Cảm ơn chị nha. Dạ, cảm ơn em. À, chị ơi. À, đây là bánh gì thế ạ? À? Dạ, cái này là gọi là bánh sừng trâu á chị. Ô, lạ quá, em chưa bao giờ ăn dạ, bánh này luôn. Cái này là đúng rồi, nó lạ chị, vì người địa phương họ làm ra á chị. À. Bánh truyền thống của người Cơ Tu á chị. À, bao nhiêu hai cái như thế này ạ? À? Dạ, 7.000 cặp đó chị. Cho em ăn thử một cái nha. Dạ, bánh này là thường thường người Cơ Tu họ có tiệc lễ chi, họ đám cưới, Tết. À. Rồi họ mới làm bánh ni. Hay thế. Ăn đi chị. Được không chị? Ừ. Ngon lắm chị ạ. À? Dạ. Cái gạo nếp rất là thơm và có vị dạ. dẻo, rất là đặc trưng ạ. À. Dạ, dạ. Thưa quý vị và các bạn, đây là lần đầu tiên Vi Trâm được đi chợ vùng cao đó. Và tất cả những cái sản phẩm ở đây đều không hề mặc cả, bán với một cái giá rất là cố định. Và đến với phiên chợ này, Trâm đã mua được nào là sim này, nào là các loại rau và còn được thưởng thức cả bánh sừng trâu, một loại đặc sản của người Cơ Tu. Và điều đặc biệt là tất cả những sản phẩm ở đây do chính người Cơ Tu làm lấy, trồng lấy hoặc là săn bắt từ chính cái khu vực người ta đang sinh sống. Và có điều gì thú vị hơn khi mà chúng ta đến một khu du lịch được khám phá, được trải nghiệm mà còn mang cả ít cái hương vị của núi rừng về với thành phố, phải không quý vị? Chào chị ạ. À, chào em. À, chị đang dệt thổ cẩm phải không ạ? Vâng ạ. À, mình dệt thổ cẩm này, mình lấy cái thổ cẩm này để mình làm trang phục của mình luôn đúng không? Đúng rồi em. Dạ. Còn một cái miếng thổ cẩm như vậy mình dệt hết tốn hết bao lâu thời gian thế ạ? À, tùy theo, ví dụ như loại nhà rê thì 3 tháng, còn loại to nhà rê thì 1 năm. Ồ, lâu như vậy luôn à? Vâng. Như một cái trang phục mà chị đang mặc ở trên người của chị thì tốn bao lâu thời gian để hoàn thành cái miếng thổ cẩm đó? Đây thì 5 tháng. 5 tháng? Vâng. Ồ. Là đồng bào của mình là toàn là tự làm thổ cẩm về để em tự mặc luôn đúng không ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Chị ơi, làm được miếng thổ cẩm này có khó không ạ? À? Nói chung cũng khó, nếu mà biết làm thì dễ, không biết làm thì khó. Thế thì nhân chương trình ngày hôm nay chị có thể hướng dẫn cho em làm thử được không ạ? Vâng, được. Cảm ơn chị. Rồi bây giờ mình ngồi kiểu sao ạ? À? Em cứ ngồi rồi em để thắng cái chuyện rồi đó. Để thắng hai cái chân này. Để thắng xé ra. Ồ, giang tay chân ra. Được rồi. À, quả thật là dệt thổ cẩm là một công việc không hề dễ dàng. Nhưng mà với Vi Trâm đây là một trải nghiệm mà không thể nào quên. Và đây cũng là một nét văn hóa rất là đặc trưng của đồng bào Cơ Tu đó quý vị. À, chị ơi, khi mà mình hoàn thành cái miếng thổ cẩm như thế này mình sẽ may quần áo đúng không ạ? À? Vâng, mình ưng may thì may, còn mình ưng mặc như rượu cũng được. À, thế thì chị có thể cho em thử ướm trang phục của người Cơ Tu được không ạ? À? Được ạ. À. Dạ, rất là cảm ơn chị. Còn em sẽ trả lại cái khung dịch thổ cẩm lại cho chị nhé. Vâng. Dạ. Thưa
quý vị và các bạn, Vi Trâm cũng vừa kịp thay cho mình bộ trang phục rất là đẹp mắt của người cơ tu, được đi trên cầu treo. Thực sự đây là lần đầu tiên mình đi trên cây cầu như thế này, rất là thú vị. Và ở phía bên dưới thì có những dòng suối chảy róc rách rất là vui tai. Quả không có điều gì tuyệt vời hơn khi đến với nơi này đó quý vị ạ. Một ngày thưởng thức suối hoa sẽ chưa đủ nếu không khám phá văn hóa ẩm thực của người cơ tu. Và ngay bây giờ, 360 độ du lịch xin mời quý vị và các bạn cùng đến với không gian đặc biệt này. Xin chào cả nhà. Nghi lễ của đồng bào cơ tu đón khách là như thế này. Là dạ. Múa tần tung dây giá xong là phải đón khách bằng đó là cơm lam. Dạ. Và đây là thịt heo xuyên nướng. Và đây là măng rừng. Và đây là cá lóc nướng, đây là rượu cần, và đây là rượu tự nhiên từ cái cây tà vàng. Mời mọi người thưởng thức hai vị rượu cần này. Dạ. Mời... Dạ. Ngon lắm. Dạ. Không phải là người nghiền rượu và đành rượu, nhưng mà Vi Trâm thấy rất là ngon, có cái mùi thơm thơm của cái vị men của gạo lúa. Và cây lá thuốc rừng nữa, báo cáo với em như vậy. Và rượu nó rất ngọt, phụ nữ cũng có thể uống được. Cái món cơm lam này cũng khá là bắt mắt. Như vậy thì mình đã làm cái món cơm lam này như thế nào? Nhân đây già làng giới thiệu luôn được không ạ? Món cơm lam chúng tôi thì đơn giản thôi. Chúng tôi lên rừng chặt cái ống nứa. Chúng tôi cắt, mà gạo chúng tôi được ngâm qua một đêm. Xong chúng tôi vớt khô ra là chúng tôi sẽ bỏ vào ống đó và sẽ đậy nắp bằng cái lá chuối. Sau bắt đầu chúng tôi mới nướng từ từ, không cho nó cháy cái ống. Nướng từ từ cơm nó chín và cái nước của cái ống này nó sẽ vào gạo đó, nó hòa quyện với gạo. Mình nếm cái vị nó là nó có giống như mình có bò mì chính và có bò muối rồi. Đó, nó rất đậm đà. À thế ạ. Thưa quý vị và các bạn, thật là tuyệt vời khi được sống trong không gian văn hóa của người cơ tu, được thưởng thức rượu cần, cơm lam, măng rừng. Và tất cả như hòa quyện tạo nên một ngày du lịch đến với suối hoa đầy ấn tượng. Thưa quý vị, một ngày khám phá trải nghiệm thú hoa với vô vàn những điều thú vị. Và suối hoa đã kể cho chúng ta nghe một câu chuyện đẹp về văn hóa của người địa phương nơi đây. Vi Trâm đã được xem điệu tung tung gia giá của người cơ tu, được đi chợ vùng cao, được dệt thổ cẩm, được ăn những đặc sản của người cơ tu. Ngoài ra còn được thưởng thức rất là nhiều hoa dọc bên bờ suối. Không khí thì mát mẻ và dễ chịu vô cùng. Tất cả như muốn níu chân mình trở lại. Và Vi Trâm nghĩ rằng chắc chắn mình sẽ quay trở lại nơi này cùng với bạn bè và gia đình của mình. Và đến đây thì cũng xin được gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình 360 độ du lịch kỳ sau.